anh vẽ được người này trong Selopy. Hả, gì đây? Số 4 với hình cái cung à? Là ai ta? À, đây là một tên sát thủ có một con mắt bị mù, nhưng nhờ có David Đại cứu giúp, hắn ta dần trở thành trợ thủ đắc lực và là cánh tay phải của David Đại thuộc băng Tứ Hải. Trong lúc các băng đảng gây chiến với nhau để tranh giành cổ vật, thì tên xảo quyệt Đạt Sồm đã ra tay sát hại David Đại. Mang trong lòng nỗi hận mất người thân, chúng muốn cùng lên đường tìm Đạt Sồm báo thù, và kết quả là bị Đạt Sồm cho đăng xuất luôn.